Dịch COVID-19 đã và đang gây ra các tác động tiêu cực tới sản xuất công nghiệp, hoạt động xuất nhập khẩu và thương mại nội địa. Để tháo gỡ khó khăn, Bộ Công Thương đã đề xuất Bộ Tài chính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong ngành công thương. Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế VAT sớm, cho phép chậm nộp thuế hoặc không tiến hành xử phạt chậm nộp thuế đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại chưa nộp thuế do ảnh hưởng của dịch bệnh, giảm 50% mức thu phí và lệ phí trong lĩnh vực rượu, thuốc lá, khí, xăng dầu, sở giao dịch hàng hóa và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đến hết năm 2020. Không thu các loại phí, lệ phí đến hết năm 2020 đối với lệ phí thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, giảm phí dịch vụ logistics như vận tải, kho bãi, chi phí hạ tầng cảng biển, vận tải theo đường biển, đường hàng không, miễn đóng phí công đoàn đối với các công đoàn viên thuộc các doanh nghiệp trong ngành công thương đến hết năm 2020, đặc biệt là các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 như dệt may, da giày. Cũng theo Bộ Công Thương, trước tình hình giá dầu sụt giảm và việc cung ứng vật tư, hàng hóa, máy móc, thiết bị các gói thầu bị đình trệ, chậm tiến độ do tác động của dịch COVID-19, Bộ đề xuất giãn các loại thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, tiền quỹ thu dọn mỏ cho các nhà đầu tư của các dự án thượng nguồn dầu khí để tiếp tục vận hành các mỏ, tránh khả năng đóng mỏ do chi phí tăng cao, giảm thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu đối với các dự án khai thác khí và sản xuất xăng dầu.